Cá chình giống Tây Nguyên xin kính chào quý bà con chăn nuôi trên cả nước. Cá chình là loại thực phẩm thuộc thượng hạng tiến vua, với chất lượng thịt chứa nhiều đạm, hàm lượng dinh dưỡng cao, cá chình được nhiều người ưa chuộng dù giá thương phẩm không hề rẻ, cung lúc nào cũng không đủ cầu. Ngoài ra, cá chình cũng là mặt hàng xuất khẩu rất mạnh. Cá chình nuôi không dễ nhưng sẽ không hề khó nếu như bà con chọn được nguồn giống chuẩn. Vì thế, cần chọn cá chình giống chất lượng ngay từ đầu vào để giúp quá trình nuôi dễ dàng hơn. Ra đời từ nhiều năm nay, từ lúc cá chình bắt đầu đưa vào nhân giống nhân tạo, cũng là lúc cá chình giống Tây Nguyên bắt đầu cung cấp cá chình giống ra thị trường. Ban đầu, chúng tôi bán với số lượng nhỏ, với vài chục ngàn con trên một năm. Tới nay, chúng tôi đã phát triển và nhân giống, cung cấp cho thị trường bà con chăn nuôi, đáp ứng mọi số lượng và mọi nơi trên toàn quốc. Cá chình là loài cá khó nuôi, chính xác là kén người nuôi. Nuôi cá chình cần sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao, nên để dễ dàng hơn trong quá trình nuôi cá chình thì bà con cần chọn cá chình giống chuẩn. Khi chọn cá giống chuẩn thì rủi ro hao hụt giảm, tốc độ sinh trưởng cá tăng. Vậy, cá giống như thế nào là đạt chuẩn? Trang trại chúng tôi cung cấp cá chình giống đạt chuẩn bao gồm các yếu tố sau. Cá không bị xây sát, tuột nhớt, đặc biệt không nên nuôi cá bắt từ ngoài tự nhiên vì thường cá chình bắt tự nhiên, thường bắt bằng lưỡi câu, trích điện về rất khó nuôi sống. Cá chình khỏe mạnh, da bóng, đồng đều, không bị bệnh. Cá đạt từ 500 con trên 1 ký trở lên, giai đoạn này cá bắt đầu ăn mạnh, sức sống khỏe, bà con không cần phải ương. Cá chình nên bắt đều kích cỡ để dễ dàng chăm sóc. Cá giống được thuần dưỡng từ giai đoạn bạc tử lớn lên nên cá sẽ không kén ăn, sức đề kháng khỏe. Bà con yên tâm khi chọn giống của cơ sở cá chình giống Tây Nguyên sẽ đem đến cho bà con niềm tin cậy và sẽ là đối tác thành công đến trọn vẹn. Bà con mới nuôi chưa có kinh nghiệm về thiết kế mô hình, nước nôi, cho ăn cũng như kỹ thuật chữa bệnh cho cá chình thì sẽ được cá chình giống Tây Nguyên hướng dẫn cặn kẽ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chăn nuôi. Với quy mô sản xuất giống trên thị trường, chúng tôi luôn bán giống với giá thành rẻ nhất. Để đảm bảo chuẩn bị cho mô hình chăn nuôi hệ thống cá chình khỏe mạnh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0935 824 351, 0969 161 912, địa chỉ Thanh Bình, Bình Giáo, Chư Prong, Gia Lai. Sự tin cậy và thành công của khách hàng là niềm tự hào của cơ sở chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.